Ronan O'Connell, du khách đến từ Perth, Australia, đã tới thăm Việt Nam 14 lần. Trong lần du lịch gần đây nhất, anh dành 3 tháng rong ruổi từ Nam ra Bắc, ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Hội An, Đà Nẵng và Hà Nội để cảm nhận cuộc sống sôi động ở từng thành phố. Gần 4 năm quay lại Việt Nam sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nơi này vẫn sôi động. Sự bận rộn của các đô thị khiến tôi kiệt sức một cách dễ chịu. Với dân số khoảng 100 triệu dân, quốc gia châu Á này đang phát triển với tốc độ chóng mặt, Ronan nhận xét. Trong hành trình trải nghiệm dọc theo chiều dài đất nước, vị khách người Australia đã đúc kết những trải nghiệm riêng như một cẩm nang du lịch. Bắt đầu xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, Ronan cho rằng, ẩm thực địa phương phong phú tới mức nơi này không dành cho người ăn kiêng vì đồ ăn có mặt ở khắp nơi. Mỗi ngày rời khỏi khách sạn, bạn như bước chân vào bữa tiệc của vị giác. Bên trái là những cửa tiệm bán sườn nướng, kế đến là hàng bánh mì, rồi bánh xèo, du khách người Australia mô tả. Những điểm đến ưa thích nhất của anh tại thành phố sôi động nhất Việt Nam là khu phố người Hoa ở quận 5, nhà hát lớn, nhà thờ Đức Bà và bưu điện thành phố. Đặt chân tới Đà Nẵng, Ronan cho rằng đây là thành phố thân thiện nhất ở khu vực Đông Nam Á chỉ sau Singapore. Với anh, thành phố này hội tụ rất nhiều điểm tham quan mua sắm lý tưởng, cuộc sống về đêm đa dạng và nhiều lựa chọn nơi lưu trú. Điều khiến anh thích thú khi tới Đà Nẵng chính bởi thành phố này hiện đại mà sạch sẽ, ít xe cộ, được bao quanh bởi vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên với bờ biển nằm ở phía đông. Khi tới đây, anh có dịp ghé thăm nhà thờ lớn, bảo tàng điêu khắc Chăm và công viên APEC cùng nhiều bãi biển đông khách. Ghé thăm phố cổ Hội An, Ronan cho rằng đây là nơi chụp hình.